Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Tin mới đầu năm về Covid-19. Trước hết là tin vui, và sau đó là những tin không được vui lắm. Đầu tư vào vaccine khiến tỷ phú Trung Thiểm Thiểm của Trung Quốc giàu nhất châu Á. Nhờ bào chế vaccine và bán nước đóng chai, ông Trung Thiểm Thiểm thành người giàu nhất châu Á với tài sản hiện nay đã đạt được 77 tỷ USD. Đây là giới thiệu là về ông Trung Thiểm Thiểm đây. Đây. Đây ông tỷ phú Trung Thiểm Thiểm đấy. Tài sản của ông Trung Thiểm Thiểm đấy thì hiện nay là đạt tới 77 tỷ USD. Ông Trung Thiểm Thiểm là người gốc Chiết Giang. Tài sản của ông đã tăng thêm 7 tỷ USD trong năm 2020, đưa ông vượt qua tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani và tỷ phú Trung Quốc Jack Ma thành người giàu nhất châu Á. Với số tăng năm 2020 nhờ kinh doanh nước chai và đầu tư vào bào chế vaccine, tài sản của ông Trung nay đã đạt được 77,8 tỷ USD, đặt ông vào vị trí người giàu thứ 11 trên toàn cầu. Các báo tiếng Anh đã gọi ông là con sói đơn độc. I want London Wolf. Trung Thiểm Thiểm có tiếng là người bí ẩn ở ngay tại Trung Quốc. Trước đây, ông từng làm thợ xây, học nghề báo, rồi trồng nấm và cung cấp dịch vụ y tế dưỡng sinh. Tháng 4 vừa qua, công ty bào chế vaccine Beijing Wantai Biological của ông Trung đấy được niêm yết trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, và cổ phiếu của ông đã tăng 155% từ khi niêm yết và đã tăng giá được 2000%. Cú tăng giá trên thị trường chứng khoán đã làm ông Trung trở thành người siêu giàu. Ông sinh năm 1954 ở Chiết Giang. Ông Trung từng phải bỏ học khi gia đình chuyển nhà đi nơi khác, và ông đã từng làm thợ xây. Làm việc cho nhật báo Chiết Giang, ông chuyên về mảng nông thôn. Sự nghiệp kinh doanh của ông bắt đầu từ ở đặc khu kinh tế Hải Nam, và ông làm nghề trồng nấm, nuôi tôm nhưng không thành công. Chỉ sau khi bước vào nghề kinh doanh dược phẩm dưỡng sinh, ông Trung Thiểm Thiểm mới phất lên nhanh chóng. Đấy là tin vui. Còn tin không vui lắm là các lệnh hạn chế đang được đặt ra đối với các lễ hội năm mới trên khắp thế giới, khi nhiều quốc gia đang vật lộn với Covid
để ngăn chặn sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus corona. Các màn trình diễn pháo hoa và các cuộc tụ họp công cộng khác đã bị hủy bỏ từ Sydney đến New York. Các lễ hội bị cấm, đặc biệt ở châu Âu, trong bối cảnh lo ngại về một chủng virus mới dễ lây lan hơn. Ở Pháp, huy động 100.000 cảnh sát để dập tắt các bữa tiệc đêm giao thừa và thực hiện lệnh giới nghiêm ban đêm. Chính phủ Pháp đã điều động lực lượng an ninh canh gác ở các khu vực đô thị từ 20 giờ đêm vào thứ Năm khi lệnh giới nghiêm bắt đầu. Ở Paris, một nửa số tuyến tàu điện ngầm bị đóng cửa. Pháp đã có 2 lần phong tỏa và các quán bar, nhà hàng và các điểm tham quan văn hóa sẽ vẫn đóng cửa trong năm mới. Còn tại Anh, nơi chủng virus corona mới đang lây lan nhanh chóng và 20 triệu người ở các vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất buộc phải ở nhà, đường phố London vắng lặng trong đêm giao thừa sau khi cảnh sát cảnh báo mọi người nên ăn mừng năm mới tại nhà. Ireland đã tăng lệnh hạn chế lên mức cao nhất hôm thứ Năm, cấm thăm viếng nhà nhau, đóng cửa tất cả các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu và hạn chế đi lại tới 5 cây số. Ở Đức hiện đang phong tỏa cho đến ngày mùng 10 tháng Giêng. Chính phủ đã cấm bắn pháo hoa và hạn chế chặt chẽ số lượng người có thể tụ tập nơi công cộng. Còn tại Ý, lệnh giới nghiêm vào 22 giờ đêm đã được áp dụng. Các quán bar, nhà hàng và hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Còn tại Hà Lan cũng đang trong tình trạng phong tỏa, dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 19 tháng Giêng. Lễ đếm ngược hàng năm bây giờ diễn ra sau những cánh cửa đóng kín tại một sân vận động bóng đá ở Amsterdam. Ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu lệnh phong tỏa kéo dài 4 ngày. Còn tại Mỹ, New York, quả bóng quảng trường thời đại được chiếu sáng, sẽ được hạ dần trong thời gian đếm ngược truyền thống đến nửa đêm, nhưng khu vực này sẽ không mở cửa cho công chúng. Pháo hoa đã bị hủy bỏ ở các thành phố bao gồm San Francisco và Las Vegas. Trong một bài phát biểu đầu năm mới được đăng trên Twitter, Tổng thống Donald Trump đã ca ngợi việc tạo ra vaccine nhanh chóng như một phép màu y học và bày tỏ sự tôn vinh đối với công việc của Operation Warp Speed, chương trình của Mỹ nhằm sản xuất và phân phối vaccine. Nhưng ông ấy không đề cập đến việc gần 350.000 người Mỹ đã chết vì virus. Số ca tử vong vì COVID-19 tại California đạt mức kỷ lục trong ngày 30 tháng 12. Bang này cũng vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng mới của virus corona từ Anh vào ngày 30 tháng 12 tại khu vực Nam California. Ít nhất một trường hợp khác tại Mỹ đã được xác nhận nhiễm biến chủng mới. Bệnh nhân này sống tại Colorado. Ca nhiễm biến chủng mới ở California được phát hiện
Cùng ngày, bang này ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 cao kỷ lục với 432 bệnh nhân. Và tháng 12 cũng đang là tháng chết chóc nhất của California kể từ khi đại dịch bùng phát. Tính đến ngày 29 tháng 12, bang California đã ghi nhận hơn 5.300 ca tử vong liên quan đến COVID-19 tính riêng trong tháng. Số ca nhiễm đang tăng nhanh ở hạt Los Angeles. Giới chức y tế địa phương ngày 30 tháng 12 thông báo Los Angeles đã vượt mốc 10.000 ca tử vong vì nhiễm virus corona và hơn 7.400 người đang nhập viện, trong đó khoảng 20% cần hồi sức tích cực. Tại Los Angeles, khoảng 90% bệnh viện thuộc hạt đang trong tình trạng quá tải bệnh nhân COVID-19. Số bệnh nhân nhập viện tăng gần 1.000% so với 2 tháng trước. Các chuyên gia ước tính California có thể đạt cột mốc đen tối hơn 25.000 ca tử vong trong ngày đón năm mới 2021. Còn tại các nước châu Á và Thái Bình Dương, một trong những quốc gia đầu tiên chào đón năm mới là Úc. Màn trình diễn pháo hoa ở Sydney đã diễn ra trước đó, nhưng đám đông không được phép tụ tập trên bến cảng của thành phố để thưởng thức nó. Thủ tướng Gladys Berejiklian của New South Wales cho biết: "Chúng tôi không muốn tạo ra bất kỳ sự kiện siêu lan nào vào đêm giao thừa." Nhiều người dân Sydney chỉ đơn giản là xem pháo hoa trên TV ở nhà, nơi các cuộc tụ họp chỉ giới hạn được 5 người. Còn tại Trung Quốc, màn trình diễn ánh sáng mừng năm mới hàng năm ở thủ đô Bắc Kinh đã bị tạm dừng. Lễ kỷ niệm đã được thu nhỏ ở các thành phố trên cả nước. Nhưng ở Vũ Hán, nơi được cho là khởi nguồn của đại dịch, hàng nghìn người đã tập trung ở trung tâm thành phố để ăn mừng khi bóng bay được thả lên không trung. Thật kỳ lạ, phải không ạ? Còn ở Nhật Bản, đã hủy bỏ một sự kiện năm mới truyền thống nơi Nhật Hoàng Naruhito và các thành viên hoàng gia khác chào đón người dân. Ở Ấn Độ, Delhi và một số thành phố khác đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm và các hạn chế khác để ngăn chặn các cuộc tụ tập lớn trong năm mới. Tuy nhiên, ở New Zealand, nơi việc giới nghiêm nghiêm ngặt và đóng cửa biên giới được thực hiện, thì các lễ kỷ niệm năm mới vẫn được tổ chức như thường lệ. Còn ở Nga, 27.700 ca nhiễm coronavirus được phát hiện mỗi ngày. Trong ngày hôm qua, ở Nga đã phát hiện 27.747 trường hợp nhiễm coronavirus mới ở 85 khu vực, trong đó 15% không có biểu hiện lâm sàng của bệnh. Số trường hợp mắc bệnh mỗi ngày lớn nhất được đăng ký ở Moscow là 6.566, ở Saint Petersburg 3.758, ở vùng Moscow 1.487. Tổng cộng cả nước đã phát hiện
3.159.297 bệnh nhân dương tính với virus. Ngoài ra, 593 trường hợp tử vong được ghi nhận mỗi ngày trong toàn bộ thời kỳ virus ở Nga. 57.019 người đã chết vì coronavirus. Ngày hôm kia, một ngày trước ngày hôm nay đấy, tức là ngày 30 tháng 12 đấy, số ca được xác nhận nhiễm coronavirus mỗi ngày là 26.513 ca. Như vậy, số ca mắc mới mỗi ngày tăng thêm 1.234 ca. Còn ở Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Hà Nội yêu cầu người dân đeo khẩu trang ở khu vực công cộng như quảng trường, phố đi bộ nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Đây là nội dung chỉ đạo vừa được ban hành của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Chử Xuân Dũng về công tác phòng và chống dịch COVID-19. Theo đó, các đơn vị được yêu cầu nâng cao ý thức cảnh giác, tự giác của người dân, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, xe buýt đấy, và các nơi tập trung đông người như công viên, vườn hoa, phố đi bộ, quảng trường, bến xe, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao. Đó, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố nêu rõ như vậy. Tại Hà Nội, người dân nào không chấp hành biện pháp đeo khẩu trang ở nơi công cộng sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng thay cho mức phạt trước đây là 100 đến 300 ngàn đồng. Đó. Bây giờ là 1 đến 3 triệu. Đấy, bà con nhớ đấy. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.